Những người hay nói đạo lý thường sống rất khó hiểu. Nữ diễn viên Lan Anh hot TikTok chuyên đóng vai nữ chính ngây thơ, chính trực bị chính thất đến tận nơi giật mặt vì cướp chồng người khác. Ôi trời ơi! Nếu hay lướt top thì có lẽ nhiều người không còn xa lạ gì với Lan Anh, cô gái xinh đẹp chuyên thủ vai nữ chính trong các phim ngắn, chia sẻ những đạo lý làm người và câu chuyện nhân văn trong cuộc sống. Tuy nhiên, mới đây, Lan Anh lại bị một người phụ nữ đến tận nơi chỉ thẳng mặt tố là tiểu tam cướp chồng người khác. Đây là ai? Từ bao giờ? Từ tháng mấy? Mày giúp chồng tao từ bao giờ? Còn gọi có vấn đề thì gọi cả giám đốc vào đây. Tao đang làm việc riêng viên của STM, mày kết thúc với chồng tao từ bao giờ? Ban đầu cô nàng có chối, nhưng khi bị đưa ra bằng chứng thì đã ngậm ngùi im thin thít. Được biết, người đàn ông có quan hệ bất chính với cô cũng là diễn viên cùng công ty, cho nên vợ của người này mới tới tận nơi làm việc để nói chuyện. Em nhắn tin cho chồng chị hỏi là sao anh bơ em, thì không nhắn? Mới nhỉ? Tự khi nào? Em cho chị một cái lịch lại đi, em sai rồi. Em sai, chị cho hỏi em là em kết thúc với chồng chị bao giờ? Thơm quay lùi xa cho tôi cả cái bảng SVM phát. Không cần. Sai như nào? Bây giờ em tính như nào? Chị còn biết được rằng là em đóng với thằng nào là em yêu thằng đấy đúng chưa? Bây giờ về nhà chị nói chuyện với chồng chị ba mặt một lần, để chị xem chồng chị nói thế nào trước mặt em. Chị sẽ không đánh em nữa từ giờ cho đến lúc đấy. Hiện các tài khoản cá nhân của Lan Anh đã bị khóa, thực hư của sự việc có lẽ vẫn cần đợi phía công ty và những người trong cuộc lên tiếng xác nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày.